Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của Việt Nam, là niềm tự hào của dân tộc, thu hút bạn bè khắp Nam Châu. Năm 2008, Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội, mở ra chiến lược và định hướng mới về quy hoạch xây dựng phát triển về phía Tây và Tây Bắc của thủ đô. Năm 2013, huyện Từ Liêm tách thành hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Trong đó, Nam Từ Liêm có tốc độ phát triển nhanh chóng. Cụ thể, kinh tế tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng giá trị sản xuất chung đạt bình quân 15,7%. Thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán thành phố giao liên tục 5 năm qua, bình quân hàng năm tăng 36,4%. Với tốc độ phát triển thần tốc, Nam Từ Liêm trở thành trung tâm kinh tế thương mại, hành chính mới của phía Tây Hà Nội. Là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa và thu hút đầu tư nhất quận Nam Từ Liêm, Mỹ Đình đang ngày càng vươn lên, khẳng định là một trung tâm hành chính, thương mại và giải trí mới của thủ đô Hà Nội. Giao thông, hạ tầng giao thông khu vực Mỹ Đình phát triển đồng bộ với các tuyến giao thông huyết mạch như đường vành đai 3, quốc lộ 32, Lê Đức Thọ, Trần Hữu Dực, Mễ Trì. Mỹ Đình còn có tuyến xe buýt nhanh BRT và được quy hoạch đi qua như tuyến số 3, tuyến số 5, các tuyến đường vành đai 3,5, vành đai 4, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển đến khu vực trung tâm thành phố. Giáo dục, khu vực Mỹ Đình cũng là nơi có hệ thống giáo dục vô cùng đa dạng, đầy đủ các cấp học, có hệ thống trường công lập, dân lập và các trường quốc tế như tiểu học Lê Quý Đôn, trường Lomonosov, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, trường Marie Curie, trường tiểu học Việt Úc, trường Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Thương mại, trường Đại học FPT. Y tế, Nam Từ Liêm cũng là nơi tập trung rất nhiều bệnh viện hiện đại như Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, những bệnh viện đầu ngành của cả nước như Bệnh viện 198, Bệnh viện Huyết học Trung ương. Trung tâm thương mại, đặc biệt nhất phải nói đến hệ thống trung tâm thương mại khu vực này. Hàng loạt hệ thống trung tâm thương mại đẳng cấp đã quy tụ về đây như trung tâm thương mại The Garden, Vincom Center Trần Duy Hưng, Vincom Center Phạm Hùng, Kiêng Đàng Hà Nội, Landmark Tower. Theo quy hoạch được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, Nam Từ Liêm sẽ trở thành khu vực sở hữu những trung tâm cao ốc cho thuê, trụ sở văn phòng, kết hợp công trình hỗn hợp đồng bộ và hiện đại nhất thủ đô. Nơi đây sẽ là trụ sở của các bộ ban ngành như Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Đặc biệt, Nam Từ Liêm cũng là nơi hội tụ của hàng loạt công trình đẳng cấp gắn với các sự kiện quốc tế như trường đua F1, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, trung tâm hội nghị quốc gia, khu văn hóa hữu nghị Việt Trung, trung tâm triển lãm quy hoạch quốc gia, khách sạn GW Marriott Hà Nội, khách sạn Intercontinental. Với vị thế sức trẻ của một khu trung tâm kinh tế, thương mại, hành chính mới tại Hà Nội, cùng sự xây dựng của hàng loạt trụ sở tập đoàn lớn, công ty đa quốc gia về khu vực này, Mỹ Đình trở thành mảnh đất vàng để an cư lập nghiệp, đặc biệt là đối với giới trí thức trung, thượng lưu và cộng đồng người nước ngoài với tỷ lệ người Hàn Quốc sinh sống lên tới 30-40%. Sở hữu những ưu thế trên, cùng định hướng mở rộng phát triển về phía Tây theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Mỹ Đình là sự lựa chọn tối ưu của tầng lớp trung, thượng lưu, hình thành một cộng đồng cư dân hiện đại, năng động và văn minh. Vươn mình tỏa sáng trên trục đường huyết mạch Mễ Trì Lê Quang Đạo, dự án The Matrix One do Mix Group phát triển đã chiếm lĩnh vị trí trung tâm đắt giá nhất tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Tại The Matrix One, bạn có thể dễ dàng di chuyển tới bất cứ đâu của thủ đô, cũng như các tỉnh thành lân cận, như các tuyến đường huyết mạch ngay gần dự án, như đường Vành Đai 3 Phạm Hùng, đường Mễ Trì Dương Đình Nghệ, đường Đại lộ Thăng Long Trần Duy Hưng, đường Lê Quang Đạo Lê Đức Thọ, bao quanh The Matrix One. Còn có hệ thống đường sắt nội đô trên cao đang triển khai xây dựng. The Matrix One có kết nối đa điểm, đa tiện ích bởi nằm tại vị trí Center Business District, trung tâm kinh doanh và thương mại của thành phố. Khu vực xung quanh The Matrix One thường xuyên được lựa chọn làm địa điểm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí lớn như AFF Cup, SEA Games, giải đua xe công thức 1, các đại nhạc hội tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, ngay từ tòa căn hộ, cư dân The Matrix One sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những chặng đua gay cấn đến nghẹt thở của những tay đua cực khổ trên thế giới bởi tầm nhìn trực diện đường đua F1 đẳng cấp. Với những lợi thế đặc biệt về vị trí, The Matrix One sẽ trở thành biểu tượng mới cho sự giàu có, thành đạt, vượt mọi giới hạn. The Matrix One,
một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Mick Group.